Thời gian gần đây, trên các hội nhóm làm đẹp liên tục xuất hiện các bài cảnh báo về mỹ phẩm chăm sóc da kém chất lượng, gây hậu quả không nhỏ đến sức khỏe, tinh thần của người sử dụng. Đa số các trường hợp chạy theo trào lưu peel da, tức là tái tạo da sinh học, một hình thức làm đẹp đang được nhiều người ưa chuộng, kèm theo lời quảng cáo có cánh với công dụng thời gian điều trị ngắn, kết quả nhanh, giá rẻ đã khiến cho hàng trăm người rơi vào hoàn cảnh tiền mất tật mang. Những hình ảnh này xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng mạng xã hội và đây cũng là hậu quả mà nạn nhân đã phải gánh chịu vì mỹ phẩm dởm, mỹ phẩm kém chất lượng khi thực hiện phương pháp gọi là peel da. Thông thường những cái vấn đề mà họ gặp phải, thứ nhất là da bị đỏ, bị bong tróc hay là bị những cái mảng đen, mảng sạm nám ở trên da và có thậm chí là để lại những cái sẹo hay là những cái da nó bị nhiễm trùng. Thì những cái trường hợp đó là do sử dụng những cái sản phẩm lột da không có đúng cách. Thì những cái sản phẩm họ dùng thì cũng rất là đa dạng. Thì có những bệnh nhân thì họ sử dụng những cái thuốc gọi là thuốc rượu. Có những bệnh nhân thì họ mua trên mạng hay là họ mua qua những người mà kinh doanh bán online những cái sản phẩm quảng cáo là lột da xong thì rất đẹp. Không chỉ xuất hiện bởi những lời quảng cáo có cánh về công dụng mà các loại mỹ phẩm này dựa vào sức ảnh hưởng của người bán trên mạng xã hội dễ dàng tiếp cận với lượng khách hàng lớn. Thậm chí, không ít cá nhân có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội thành lập các thương hiệu mỹ phẩm riêng dưới danh xưng là dây chuyền công nghệ hoặc gia công từ nước ngoài. Ở trên mạng ra là giờ nó cũng rất là nhiều sản phẩm luôn, rất là đa dạng luôn. Mình không có biết được là sản phẩm nào là chất lượng, sản phẩm nào là kém chất lượng nữa. Cái vấn đề là khi chúng ta mua một cái sản phẩm ở trên mạng như vậy thì chúng ta không biết là họ cho cái gì vào và chúng ta bôi cái gì trên mặt. Và đặc điểm của những cái chất lột da này là gì? Là khi chúng ta thoa thì nó có cái nhược điểm là cái độ thẩm thấu của thuốc này nó không có đồng đều, cùng một nồng độ như vậy. Nhưng mà thoa da chúng ta thì có chỗ vùng này nó thẩm thấu ít và có vùng khác thì nó thẩm thấu lại sâu hơn. Và khi mà chúng ta không kiểm soát được độ sâu thì rõ ràng là cái kết quả chúng ta ra cũng rất là khác nhau. Có thể vùng da này không bị sao nhưng mà vùng da khác thì bị thâm nám. Trong cuộc chiến với mỹ phẩm giả kém chất lượng, vừa qua Cục Quản lý Thị trường TP.HCM đã phát hiện hàng trăm ngàn sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng có dấu hiệu nhập lậu trên địa bàn thành phố tại một kho rộng gần 500 m² của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ .com, quận Tân Phú. Còn tại quận 10, đội quản lý thị trường số 3 cũng phát hiện và thu hồi thêm nhiều loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc nghi nhập lậu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kamiki. Theo Sở Y tế TP.HCM, Sở đã ban hành và sẽ triển khai nhiều kế hoạch kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu mỹ phẩm trên địa bàn. Thì thanh tra Sở Y tế đã tiến hành xử phạt và các cái vi phạm hành chính, kiên quyết tịch thu, tiêu hủy mỹ phẩm không rõ nguồn gốc theo quy định. Đồng thời thì Sở Y tế thành phố cũng đã phối hợp cùng với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, các sở ban ngành liên quan giám sát xử lý các trường hợp nghệ sĩ, diễn viên thực hiện quảng cáo mỹ phẩm không đúng theo quy định của pháp luật. Để triệt tiêu tình trạng mỹ phẩm dởm kém chất lượng trên thị trường hiện nay, các cơ quan chức năng cần tiếp tục mạnh tay hơn nữa trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Nhưng trên hết, người tiêu dùng cũng cần hết sức tỉnh táo, thông thái trước những lựa chọn cho sức khỏe bản thân.